ông ngã từ vách đá. Một người leo núi ở New Jersey không may rơi xuống vách đá và gãy xương sống. May mắn, chiếc Apple Watch của anh này đã gọi cho đường dây khẩn cấp 911. James Prudenciano và Paige Paruso bị lạc trong khi chạy bộ đường dài. Cuối buổi chiều, họ cố gắng trượt xuống một vách đá để xuống gần bờ sông Naversink. Nhưng vách đá dốc hơn nhiều so với dự tính. Prudenciano ngã và gãy xương ở ba vùng trên cơ thể. Chiếc Apple Watch của anh ta đã liên lạc với số điện thoại khẩn cấp 911. Sau khi phát hiện cú ngã mạnh của chủ nhân, Prudenciano và Paruso sau đó được đưa lên một chiếc thuyền ngang qua và gặp đội cứu hộ. Chuyện của hai người đàn ông chạy bộ này cũng tương tự câu chuyện người đàn ông đi xe đạp leo núi gặp tai nạn nghiêm trọng và đã được Apple Watch gọi 911 kịp thời. Apple Watch Series 4 hoặc Series 5 có thể cảm nhận được khi người đeo bị ngã nhờ tính năng phát hiện té ngã. Sau đó, nó sẽ phát chuông báo động và xác định xem người đeo có bị thương hay không. Sau khi phát chuông báo, màn hình Apple Watch sẽ hiện ba tùy chọn liên hệ dịch vụ khẩn cấp, hủy chuông cảnh báo nếu chủ nhân không bị chấn thương, hoặc tắt cảnh báo nếu chủ nhân không té ngã. Trong tình huống chủ nhân của Apple Watch bất động tại chỗ trong một phút, đồng hồ sẽ đếm ngược 15 giây và sau đó sẽ phát âm thanh lớn, nhằm gây chú ý đến mọi người xung quanh. Tiếp theo, nó sẽ gửi tin nhắn khẩn cấp đến địa chỉ liên lạc chỉ định mà chủ nhân đã cài đặt trước đó trong Medical ID. Sau nữa là một cuộc gọi cho dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp. Trường hợp Apple Watch phát hiện người dùng có cử động, di chuyển thì dịch vụ khẩn cấp không được kích hoạt tự động gọi lúc này để gọi trợ giúp người dùng apple watch sẽ phải kéo nút sos màu đỏ từ bên trái sang bên phải của màn hình